Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tự học Tarot cùng Thu Anh. Và mình là Thu Anh, mình ở đây để đem đến cho bạn những bài giảng ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu nhất về Tarot. Trước khi đến với bài giảng ngày hôm nay, các bạn đừng quên có thể đặt lịch xem trải bài riêng với mình qua fanpage Tự học Tarot cùng Thu Anh. Đặt lịch xem là số chiêm tinh qua fanpage Chiêm tinh cổ học. Và đặt mua những viên đá, vật phẩm phong thủy như thế này với mình hoặc là bài Tarot, bài Oracle với mình qua fanpage Tiệm phong thủy của Thu Anh. Tất tần tật link mình để phía dưới phần mô tả. Và nốt tháng 1 này là mình đang triển khai gói vận hạn năm 2022. Gói này thì mình sử dụng kiến thức của mình cả trong bói bài chiêm tinh lẫn phong thủy để làm nên một gói cho các bạn. Các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về gói bằng cách liên hệ với mình qua một trong ba fanpage nhé. Rồi, ok, bây giờ chúng mình sẽ đến với bài giảng ngày hôm nay. Rồi, bài giảng của ngày hôm nay sẽ là kết hợp hai lá chẳng khờ chẳng ngốc và mặt trời. Trong series kết hợp hai lá này thì mình mặc định là các bạn đã có kiến thức nền tảng của cả từng lá rồi. Thế nên mình sẽ không đi sâu vào chi tiết từng lá. Bạn nào mà chưa biết gì về hai lá thì mình khuyến khích các bạn chưa nên xem video này vội nhá. Ok. Chẳng khờ chẳng ngốc là bắt đầu một hành trình trải nghiệm mới mà bạn chưa từng làm, chưa từng thử trước đây. Và mặt trời là thành công rực rỡ. Cả hai lá này có một điểm chung đều mang năng lượng của tuổi trẻ đấy. Chẳng khờ chẳng ngốc là một anh thanh niên trẻ, đúng không? Tầm khoảng 16, 17, đôi mươi thôi. Và mặt trời là đứa bé. Ok, thế thì năng lượng hai lá này gộp lại mang đến một năng lượng là tuổi trẻ, sức trẻ. Đấy, bạn nghĩ về tuổi trẻ sức trẻ nó là như thế nào? Đó là đối với mình, tuổi trẻ sức trẻ là nhiệt huyết, là đam mê, là tự do, là phóng khoáng, là được tự do theo đuổi đam mê mà không ai ngăn cản, không ai phản đối. Đấy, và được tự do làm những điều mình thích. Thì hai lá này sẽ có năng lượng như vậy. Và nếu miêu tả người thì sẽ là cái kiểu người như thế, không quan trọng họ là nam hay nữ. Không quan trọng họ bao nhiêu tuổi, chỉ biết là cái người này có tâm hồn rất thanh niên, tự do phóng khoáng. Và một khi mà họ đã muốn làm cái gì đó thì không ai có thể cản được họ. Nhưng không phải theo cái kiểu không phải theo kiểu hung hăng, mà là cái kiểu người này free spirited, nghĩa là một tâm hồn quá tự do và phóng khoáng, không thứ gì có thể ngáng đường, không thứ gì có thể trói buộc được họ, dù là định kiến xã hội hay là những cái chê bai chỉ trích từ người khác cũng không thể ngáng đường được họ. Đấy, cái kiểu năng lượng này là như thế. Đấy, thế thì bây giờ hỏi là tình cảm anh ta dành cho tôi thì có tình cảm đấy, nhưng mà mình thấy cái, vì cái người này có thể bản chất là một người tự do phóng khoáng nên là trong chuyện tình cảm thì người này, cái tình yêu của người này cũng tự do phóng khoáng thôi. Có thể họ thích, họ yêu thật lòng, nhưng nếu để tính chuyện kết hôn, hôn sự với người này, bởi vì kết hôn là xiềng xích mà, hôn nhân là xiềng xích. Còn nếu mà bạn mang trong mình tâm thế tự do, tôi thích thì tôi đi, tôi thích thì tôi ở, thì bạn không nên kết hôn. Và cái người này là người như thế, hoặc năng lượng này là năng lượng đến từ bạn. Tức là một trong hai bạn là kiểu yêu tự do và chưa thích hợp để kết hôn trong thời gian này. Thế nên là câu hỏi là người đó thật lòng với bạn hay không thì có, nhưng mà không nên nhận lời. Rồi, mối quan hệ hai người yêu nhau lâu năm mà cãi nhau thì đấy, cũng có thể là một người thì tâm hồn quá tự do phóng khoáng, luôn muốn bay nhảy ấy, muốn cùng người yêu thử các trải nghiệm khác, trong khi người còn lại thì chỉ muốn ổn định, chỉ muốn kết hôn sớm, đẻ con, sinh con đẻ cái, rồi mua nhà đấy. Nói chung là khác biệt về giá trị sống, và thế là cãi nhau. Và nếu không tìm được tiếng nói chung thì khả năng cao là phải chia ly thôi. Rồi, đến công việc, có tìm được công việc mới không? Mà ra hai cái lá này thì mình thấy là
Hoặc là bạn ý sẽ tìm được một công việc mới, một cái trải nghiệm mới, một cái kiểu ngành nghề lĩnh vực mà bạn chưa từng thử trước đây, và bạn sẽ rất là thành công trong lĩnh vực mới này. Hai là bạn này bạn ý hợp kiểu làm ngành nghề tự do, tức freelancer, tự mình làm chủ hơn là đi làm thuê. Nếu mà bây giờ bạn ý đang mãi mà chưa tìm được việc á, là từ 6 tháng rồi chưa tìm được việc, thì mình sẽ khuyên bạn ý là hay là thử nghĩ về hướng tự kinh doanh, tự làm chủ xem sao. Đấy, bởi vì bạn vốn là người không thể chịu nổi sự xiềng xích ràng buộc, thì những bạn mà mang năng lượng này làm trong bất cứ môi trường nào nhá, dù là môi trường tự do nhất, thì bạn vẫn không thể chịu được văn hóa của ở nơi đó, kể cả môi trường tự do nhất. Ok, rồi. À, bây giờ đến câu hỏi cuối cùng về công việc. Một bạn bạn hỏi trong thời gian tới công việc văn phòng của bạn ấy có gì thay đổi không, thì mình thấy là đấy, có thể sếp sẽ cho bạn ấy làm dự án mới, hoặc là bạn ấy được lên làm lãnh đạo, đúng không? Mặc dù trong hai lá này chẳng có lá nào nói về việc lên làm lãnh đạo cả, nhưng mà cái việc bạn ấy trở thành lãnh đạo á, là trở thành sếp, trở thành quản lý, nó là một trải nghiệm bạn ấy chưa từng thử trước đây, chưa từng làm trước đây, và bạn ấy không có kinh nghiệm làm, nhưng khi làm thì sẽ thành công vang dội, thành công rực rỡ, bởi vì sếp nhìn được tài năng, sếp nhìn được khả năng, tiềm năng của bạn ấy. Nhìn chung thì cái cặp đôi này, cái sự kết hợp này mang lại năng lượng tích cực, nhìn chung là như vậy. Nhưng mà đôi khi trong một số tình huống, trong một số trường hợp, cái sức trẻ nhiệt huyết này nó lại không phù hợp trong một số trường hợp, chứ không phải là xấu. Nhưng mình nói là trong hôn sự vậy á, trong hôn nhân thì chúng ta cần một bạn đời và một hôn nhân ổn định, bền vững, thực tế hơn là một tình yêu chết đi sống lại, hơn là yêu yêu kiểu không dứt được nhau. Tuổi trẻ thì chúng ta thích yêu đương kiểu đấy, nhưng khi kết hôn thì chúng ta lại chọn một người mang lại cho ta cảm giác an toàn. Đấy. Đấy, thì cái năng lượng này chỉ là không phù hợp chứ không phải là xấu khi mà nói đến tình yêu hay là hôn sự. Hoặc là làm việc trong công ty, trong doanh nghiệp mà bạn mang cái kiểu năng lượng tôi gì nhỉ, tôi tự do, tôi phóng khoáng, thì bạn ý sếp thích không nào? Sếp chỉ muốn thuê nhân viên hiểu chuyện, chăm làm và có trách nhiệm thế thôi. Sếp không coi quan tâm đến tính khác biệt hay là cá tính của bạn đâu. Nè. Rồi thì đấy là trải bài, à, không phải trải bài, bài giảng ngày hôm nay. Chắc mình sẽ dừng bài giảng ngày nay tại đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ, và đừng quên ủng hộ kênh bằng cách ấn like, theo dõi cũng như là bình luận giúp tăng tương tác cho kênh. Ngoài ra các bạn có thể tham gia group cộng đồng tự học Tarot cùng Thu Anh trên Facebook để cùng nhau thảo luận, chia sẻ các tip, mẹo, kiến thức về Tarot nói chung và Tarot nói riêng và tâm linh huyền học nói chung nhé. Ok, cảm ơn các bạn một lần nữa. Bye bye.